đẻ ra con đem lợi cho mình, rồi gắng đi làm cũng chết luôn mà đến túi. Nó lại toàn nó ăn nhậu đã tới ngày nó, nhưng khi một ngày nó chạy đi nhà bà già nó hai quận, giờ này về về tối chút khuya cỡ 4-5 giờ sao. Thôi thằng này về hơi hai tháng rồi xanh tới giờ không có một đồng gửi cho nữa. Dạ, xin kính chào bà cô chú với anh chị với khán giả đang xem kênh Bằng Bảnh. Thì hôm nay thì Bảnh quay trở lại đây nhà của chú Hưng với chú anh chị. Thì hôm trước thì có Mạnh Thường Quân gửi cho giúp gia đình hết 5 triệu rồi. Thì hôm nay có chị Mạnh Thường Quân ở Bạc Liêu nhưng mà giấu tên, gửi đến giúp gia đình thêm là 2 triệu nữa chú anh chị. Thì hôm nay thì nhân dịp ngày Noel rồi thì Bảnh mang số tiền cấp tốc tại đây để mà trao cho gia đình nhân dịp cuối năm, để cho gia đình có tiền chi phí trang trải. Thì vì gia đình của cô chú thì chú thì bị tật đeo cho một bên rồi, hôm trước Bảnh tới đây không có gặp. Thì bữa nay thì Bảnh tới đây là chắc chắn là chú ở nhà chú anh chị. Thì Bảnh không có điện trước, Bảnh lại bất tử không à. Dạ, giờ mời cái chào chú chị con vào trong nhà. Dạ, con chào chú. Dạ. Ủa, xe đạp này như mới mua hả chú? Mới mua rồi bữa trước. Bữa trước là con trao tiền 5 triệu hả? Dạ, bữa trước giao tiền 5 triệu đi mua cho mà. Thấy nó đi học trời nắng quá, lụi đường xa nữa, cần cây mài số. Dạ. Mới cho dạ. Tiền lại đi mua xe đạp cho nó một chiếc. À. Rồi mua được gạo một bao. Dạ. Rồi mua nồi cơm điện được một cái để dành nấu cơm bị nó hư rồi. Nào giờ mà nó có nồi cơm điện hả? Không. Có mà nó hư, đi mượn người ta. Không có tiền mua. Chưa có tiền mua, giờ có tiền mua đủ rồi. À giờ đi trả người ta rồi. Đi trả rồi mình mua cây mới lại. Dạ. Có 400 ngàn. Dạ. 400 ngàn mà mình đã không có tiền mua đó, đợi có tiền này mới mua được. Rồi thưa quý chị, nồi cơm điện 400 ngàn phải mượn người ta nữa. Mượn người ta đi lại nấu đâu mấy tháng trời rồi. Bây giờ người ta nói của người ta hư người ta đòi cái này. Mới gan sức tiền này đi mua. À, nếu mà con lại không kịp thời đó là nấu bằng bếp ga, chứ có bếp ga thôi mình nấu nồi thường mình đây. Trời ơi. Không thôi là nấu củi. Vậy là may mắn ha, bữa đó lại cho 5 triệu. Dạ. May mắn cũng cảm ơn, tôi không mấy không được ở nhà nữa, bữa đó tôi đi văn lưới. Dạ. Đó bây giờ được cá lau kiến đồ gì vậy bà gì cho con cháu ăn giờ có cá bự. Sức khỏe chú giờ sao rồi? Cũng đỡ rồi, đỡ nhiều rồi. Cái nạn hôm trước là có người ta cho hả? Còn á, cái nạn còn. Dạ. Mà trời mưa đi, trời khô thì không có đi. Dạ, coi chân của chú là có chú anh chị teo nhỏ nhỏ xíu không chú anh chị? Teo một bên rồi, chú là lao động chính tới nhà. Đâu có làm gì được đâu. Cái mà xanh, này. Mà xanh. Cái tay này đâu có dở được. Một bên vậy nè, nó hết bên vậy nè. À, tay này bị liệt bên luôn hả chú? Ừ, dở không nổi đâu, làm cử động vậy được mà sách nặng đâu có được. À, chân thì bên phải, tay thì bên trái. Bên trái. Rồi bên này vậy nè, nhưng mình liệt bên vậy. Rồi chú cho con hỏi là con gái chú là không có tiền gửi gì luôn hả chú? Nó làm hộ, nhầm bữa làm là có, như tháng nào mà có tháng nhầm bữa không có nữa. Dạ. Thì cũng kiếm vơ vào bán rau này rau kia, sinh sống. Như mỗi tháng con gái chú gửi được nhiêu? Nhầm khi được 1 triệu, nhầm khi 500. Trời ơi. Nó mặn có mình ớn, rồi sao? Người chồng đó là bỏ luôn. Bỏ người ta có vợ khác, người ta đăng lên, tụi nó thấy hoài. À. Tôi kêu với xóa bỏ để chặn cuộc gọi đi đừng có cho thấy. Người đó có làm giấy kết hôn không mà lấy vợ không có đó. Tụi nó đi làm rồi nó gặp nhau. Gặp nhau vậy mà tới ba đứa con mà không có làm giấy kết hôn luôn. Không làm luôn. Rồi sao mấy đứa nhỏ làm xe xanh được chú? Được. Xã này nó nói ngay nó dễ nói nó một cô thì người ta làm cho. Dạ. Người ta đưa cho nó vô học vô này kia nọ. Trời lúc ơi. Trước mấy cô thầy giáo rồi gì nhà trường người ta phát cho người được 900 ngàn. Dạ. Mua quần áo, mua giày, mua gì cho nó thêm. Trời ơi, ba đứa con mà đành đoạn nào bỏ luôn hả chú ha? Nó bỏ rồi, nó không quay lại đâu. Hồi đó là có như là cãi lộn gì không chú? Thì nói đó mình nói ngay đi, vợ nó cũng nó xài tiền rồi nó lo bên cha mẹ nó không chứ nó không có lo bên này. Nó đi tàu cá về một đợt cũng 40-50 triệu gì đó mà nó về ở đây. Tới chừng nó về nó quay về mà xuống tàu cá không còn một cắt gửi cho con, không có một hột gạo nữa. Ừ, nó ăn xài dữ lắm. Nó không có lo mấy đứa con nó đâu. Trời ơi. Trời, nó nằm giọng vậy đó. Vợ nó con nó đi học á mà xin tiền nó còn nằm nín thinh nên nó làm như nó không biết vậy đó. Yeah. Cỡ nửa tiếng đồng hồ mới nó móc tiền lại cho nhỏ được người 5 ngàn đi học. Rồi tiền nhóc trong bóp đó. Làm cha kỳ vậy? Ừ, mà nó không, nó làm ăn vậy.
Rồi tôi nói là mày tìm bỏ được hay bỏ mẹ nó đi. Gặp kiếm gặp nào coi người ta nhờ mình nhà mày nhờ được cái mày nuôi con mày dùng nuôi con mày thì mày gặp đấy. Giờ tôi cũng không biết nói sao nữa. Không có bao giờ nó nhúng tay vô rồi tiếp đó, ginh một cục đất vô nhà ha, đạp nền nhà sửa gì. Nó lại toàn nó ăn nhậu rồi đã tới ngày nó. Nhưng khi một ngày nó chạy đi nhà bà già nó hai quận, giờ này về về tối chút khuya cỡ 4-5 giờ sao. Chiều nó đi nữa. Đi nhậu đã giờ nó muốn dặn bên kia chạy qua bên đây. Nói là vợ bên đây nói nặng nhẹ chạy qua bển. Chạy lên chạy xuống hoài chứ nó không có làm ăn. Yeah. Nó được cái mà đi tàu cá đó rồi nó bị bắt là gì thôi nhau luôn tới giờ luôn. À. Này cũng mấy năm rồi chú à? Hơn năm rồi. Hơn năm rồi hả? Ừ. Nó đi nó hơn dính hơn năm. Vậy là sanh bé trai này xong là bỏ luôn hả? Thì sanh này 2 tháng bỏ cho tôi luôn đó. Dạ. Tháng này nè, bỏ rồi 2 tháng. Rồi. 2 tháng đó. Rồi. Đi lấy chỗ nhà ông già nó về đó. Ông kia cũng xui kia cũng giữ đó. Đi rước mấy đứa này về còn đòi quánh bắt, chú hả? Đòi quánh bả nè. Nhờ có thằng cháu nó đi theo. Nó đi tiếp dùng chở về. À, đằng nó có gì ăn à, gì đâu cũng vậy à, nó bị ổng cũng nhờ mấy đứa con ổng đi tàu cá đó rồi dạ. Giúp mới được đúc nhà rồi này kia nọ chút bệnh vậy đó, không có ruộng có nương gì đâu, đi làm công không lắm gì là hàng tháng cũng bên nội đó không có giúp đỡ. Không có một đắt luôn, hồi thằng này về hồi hai tháng rồi sanh bây giờ không có một đồng gửi cho nữa. Rồi lúc trước nghe tin ở đâu gửi được 500 ngàn gì đó tôi không biết nữa. À, ba nó gửi cho 500 ngàn. Ừ để tháng sau thì ba gửi cho nữa 500 nó mắc tới giờ luôn. Thôi tôi nói nghỉ rồi. Thằng này nó có vợ rồi nó dễ gì mà gửi cho tụi mày đâu. Ở với ông ngoại nuôi khổ cỡ nào cũng gán giờ bỏ đi đâu. Yeah. Ngày đi nhầm khi đi giăng lưới nữa, cá thì bán chút đỉnh rồi có tiền đi học nhầm khi không có nữa. Hôm nay chú giăng lưới được nhiêu tiền chú? Mình đúng ra nếu mà có cá một ngày tính ra cỡ 20. Có 20 ngàn thôi hả? 20 ngàn đó là nhiều rồi đó. Trời không ơi. Có cá. Mấy năm trước thì đỡ. Mấy năm trước cái chốt hiền ký rồi đó được 50 ngàn đó. Một ngày ăn được 100 ngàn. Dạ. Yeah. Chưa ăn mỡ nữa. Dạ. Yeah. Bây giờ không có luôn cái chốt á. Phi rồi thì không có luôn. Dạ. Yeah. Giờ lưới treo bỏ thì có cái sữa đó. Không có đi đâu đâu. 3-4 thứ lưới luôn mà đi ăn không có đi bỏ ổng. Chú yếu ớt vậy chú đi bơi xuồng sao mà nổi chú? Bơi được, bị mình quen. Dạ. Quen bơi. Còn cái tay chú yếu một bên nữa sao? Cầm bên này, mình bơi bên tay mạnh. Dạ. Ừ, bên cả yếu đời khổ, thêm khổ thêm cháu nữa. Ừ. Bây giờ biết sao đâu bây giờ. Mình gắng nuôi nó đi tới lớn rồi mình cũng nhờ nó. Dạ. Tại biết nó nhờ nó được không đâu. Mình tới đâu mình tính tới đó. Mình giờ cũng 6 ngoài rồi. Hơn 60 hả chú ha? 63 rồi. 63 tuổi rồi. Hơn nửa đời vậy đó. Dạ. Sắp sửa về hưu rồi. mà tính tới đó vậy. Dạ. Rồi con gái của chú Tết nay có gì không? Nó la nó về, điện dạ. Kêu nó về. Dạ. Nó la nó về. Con thấy nếu mà làm sai thì tháng gửi có 500 triệu gì ở dưới quê làm đi cho nó tiện hả chú? Lột tôm gì đó. Làm dưới quê này làm một ngày cũng có 100 ngàn. Dạ. Làm cái lò bánh bía rồi nãy đây làm ghẻ ghê. Rồi ăn cơm nhà ngày tính ra có 100. Dạ. Bây giờ lên được 170 gì đó bây giờ nó ít có thấy ai làm. Tôi làm ở đây là lúc trước mùa mấy tháng rồi nó thấy không có dư. Làm à. Ăn cơm nhà làm tăng ca cũng được 170 một đêm ấy mà một ngày. Ngày 170 rồi sao mà hai đứa ba đứa này đi học rồi. Tiền đồ ăn rồi, tiền gạo. Nhưng mà chị lên đó thì chị gửi tháng có 1.500.000 mà cũng vậy à. Ừ. Mà nó được làm hoài, anh là làm được hoài. Tính ra một tháng làm hò cũng được 6 triệu chứ chú, sao gửi được có 1 triệu vậy? Sợ nó tới cái dành lên mới nó gửi ít lợi cho mình xài. À chắc giữ lợi nó hả? Giữ lợi mớ chứ đâu có phải mà nó làm mà tôi không hỏi nó làm được bao nhiêu nữa. Nghĩa là dù khi mưa này là cũng không có được làm. Trời mưa thì nghỉ. Không giờ tháng này không hết mưa nữa. Ừ bắt đầu tháng này tới Tết nè. Rồi làm có mấy tháng nữa đó, tới Tết rồi, nghỉ rồi. Một tháng nữa. Tháng nữa, nghỉ nữa rồi đó, nghỉ Tết nữa. Nghỉ rồi, ăn Tết xong xuôi rồi, nếu mà không có gì nó cũng đi lên làm nữa. Ừ. Cho nên ở nhà cũng khó lắm.
Trời ơi, trước nhá xong gì lục bình gì chú bơi sao nổi chú? Dẹt dẹt mấy cái già. Chú dạc. Bơi mà chú có lụm chai trong đó hay là sao? Lượm á, đi lượm ve chai luôn, gặp cái gì chai lượm. Cũng... Dạ. Mình đi giăng lưới rồi gặp chai rồi gì lượm đem lại để bán tiền đi học đồ này kia nữa, tiền hút thuốc rồi gì chút đỉnh vậy cà phê đâu. Dạ. Nhầm bữa tôi đi lượm một ngày cũng được 70-80. Dạ. Đi lượm chai á. Tính ra lượm chai theo sông vậy đó. Bơi xa lắm nghe, đâu phải gần nghe, từ đây Lâm Tân lộ mới á, bơi vòng vậy đó, đi bơi không đó. Chứ mình đâu có máy đâu chạy. Nếu mà có tiền á mua cái mà máy xăng nhỏ như mình đi giăng lưới hay xa xa thì được. Còn mình đi bơi đi xa bơi không nổi. Có bữa 5 triệu đó chích cho mua đi chú. 5 triệu mua không đủ đâu. Không đủ ha. Đủ. Cái mà nổi cái đầu máy nó không là tính ra là cỡ 2 triệu rồi ngầm dàn cầu 1 triệu mấy, 2 triệu mấy nữa. Dạ. Tổng cộng luôn cỡ 5 triệu. Dạ. Mua mới luôn dàn cầu dàn gì luôn 5 triệu. Thì xăng vừa thôi chứ nó mua cỡ 5-6 ngựa đó. Dạ. Dễ mình chạy xuồng nhỏ đâu phải mà mua mai dầu. Vậy là hằng ngày thì cô thì trồng rau để bán hả chú? Thì rau, bà trồng rau. Tôi nếu mà ở nhà thì giữ ngày bà tưới rau rồi cuốc đất rồi gì làm, nếu mà bà làm rồi thì giữ này tôi đi giăng lưới. Dạ. Kiếm cá phụ thêm. Dạ. Chứ đó tiền đâu mua đồ ăn. Người lỡ con rể của chú về đây bắt con chú có chịu không? Hả, tôi không có chó đó, không có nuôi ngày nào hết trơn, sao mà tôi chó được. À. Tôi chưa có làm khai sanh cho nhỏ nữa, đến 11 gì đi làm khai sanh khai cho nó rồi đi. Chút lớn chút cho nó đi học, học đi cho nó cho biết chữ như ta đi, rồi tới mình già đi rồi nó cũng biết làm ăn rồi có biết chữ chút đỉnh rồi nó để chúng mình nó có thủ thân nó đi. Dạ. Chứ đợi rồi cha nó nuôi thì không có nổi đâu, không nó không có nuôi đâu, nó nhậu quá nó phá lắm. Nó có phải mà như tôi hà tiện như tôi đi làm ăn là phải nó hơi đỡ rồi, không có đâu, nó không có tính đâu. Toàn uống nhậu bia không. Nghèo nghèo cũng nhậu bia. Bia. Không có ít đâu nghe, rồi qua nhà ông già nó hả? Nó quay lên cái cho mình coi ha. Cái chục thùng đó. Không, tiền không có đâu, vợ không có quyền cầm tiền. Tiền nó cầm không ha. Dạ. Chừng nào hết á. Mày nó kêu vợ nó đi kiếm hỏi ai mượn ai dây ai đi. Trời. Mày không có tiền hả? Dây người ta giờ tôi dây giờ nó còn ngập cái đầu kìa, một gần 2 triệu bạc kìa. Dây rồi đó ra đưa cho nó về đó. Rồi tới nó sau này nó liên lạc không được rồi, rồi bắt đầu con chị nó quánh mà con tôi đó. Mới nhỏ này dặn nó chạy bỏ luôn. Sao quánh chú? Cái vũ tiền đó. Ở đây gửi con 500 mà, gửi qua bệnh 2 triệu cho nó ăn hàng tháng. Rồi làm một mình ơn. Làm ba gạch men á, hồi đó nó làm chung với mấy đứa chị chồng đó. Dạ. Rồi bắt đầu quạo sao nhỏ này không đưa tiền về đây 2 triệu. Mới mà cỡ mà 9 giờ đêm nó quánh lộn rồi. Quánh rồi nó điện về đây nó là con tiền nó chạy bỏ chỗ này không biết nó đi đâu đâu. Rồi mà nhỏ nó điện cho tôi hai ba đứa chị em nó quánh rồi nó chạy. À là bên chồng. Bên chồng đó đó, chị chồng đó đó. Đánh có sao không chú, lúc đó? Đánh nó dạng, nó cũng đánh nhẹ, vừa vừa à, không có được nặng. Nó nhờ nó chạy, nó biết cái thân rồi nó chạy, chạy được trước. Trời ơi, tự nhiên hai ba người dí đánh người ta. Ừ, cái vụ tiền đó, không gửi cho em nó đó. Cái đó tôi nói thiệt luôn á. Rồi ở đây thằng này nè, bú sữa nữa nè. Đi mua thiếu đó, tới ngày mà khi 2 tháng, 3 tháng mới gửi được 1 triệu. Dạ. Mới đem lại trả người ta. Trả rồi mua thiếu thêm nữa, đem lại cho nó uống. Vậy gì nó còn bú, chưa có dứt. Rồi tới sau này bây giờ nó cũng bỏ sữa rồi nó ăn cơm. Dạ. Mới thấy đỡ được mấy phần nào nó gửi được 1 triệu hơn. Chịu 2 triệu gì kia cũng đỡ nữa, mà nó không có làm không được vô tiền như con trai đó, con gái làm giá thấp hơn con trai. Chị là quyết định là không cho về đây nữa, không cho dễ gì hả chú? Không cho đâu. Bữa hổm tôi điện rồi tôi nói là mày khỏi lại đây đó, mày lại mất công lắm. Chút đó mà mấy cậu nó ở đây
quạo quánh mày mắt con ở tù nữa. Mày đưa cháu tôi đồ gì nó nóng nóng nó quánh. Quánh mày không có đường về đâu á, mày đừng có lợi á. Lợi mày bảo được. Không có giúp được gì đâu. Không có giúp được gì đâu. Nếu mà có bây giờ có tiền ở trong nhà này bây giờ nó làm nhiều, nếu mà nó còn ở chung nó kiếm đường nói này nói kia nói khó lắm. Chẳng thà mình đấy mình dễ, mình với con mình đấy mình dễ. Yeah. Nuôi con mình hơi dễ, nuôi rể thì hơi khó rồi đó. Thấy là nó ăn nhậu kiểu này nó đâu có làm gì. Một cục đất đó, nó ngồi, nằm võng ở trong này nè. Vợ tôi với tôi ban đất mà hồi còn nuôi bò. Ban đất trồng cỏ nó không có tiếp một lây nào. Không phụ được gì. Không phụ luôn. Chẳng là nó nằm võng vậy đó. Nằm hội ta xách xe ta đi vậy đó. Đi nhậu gì? Đi nhậu. Đi đâu nhậu bên Trà Do đặng. Nhậu đã rồi cỡ 5-6 giờ người ta về. Yeah. Không làm, không tiếp làm mình. Cỏ, có mày nhóc, cuốc làm gãy trồng này trồng kia. Không làm. Thôi thì kệ chú ơi, thì giờ chú gắng nuôi mấy đứa đi. Cho giờ tôi giờ, có bây giờ có ai nuôi giờ? Nó đi làm đi được bao nhiêu mình ăn bao nhiêu. Yeah. Rồi nếu mà không nuôi dùng nó thì cho nó đem đi theo. Nó ngưng dốt hết trơn. Yeah. Không biết đứa nào không biết chữ luôn. Thì tôi mới gan cho nó đi học. Có ít thì ăn ít, có nhiều thì ăn nhiều. Dạ. Dạ như mình không có nó. Dạ vậy là xe đạp thì hôm trước là con trao tiền là mua đúng không? Tiền mua đó. Dạ. Rồi chắc cái hàng xe đạp 1.8 hả chú? 1.8. Dạ. Dạ. À vậy là chú đi mua hả chú? Tôi đi mua. Dạ. À. Sao cô sao? Mua cho con đi. Hả? Nó cho tiền đó lại cũng như là 5 triệu. Ừ, cho đi mua nó đòi tính là bà mẹ ơi con đi mua giò quá. Bà mẹ khỏi mua đầu cho con đâu, bà mẹ đi mua xe đạp đi, một cây hai chị em cũng được nữa. À. Đi học. Rồi nghe vậy đưa tiền cho ổng đi mua. Rồi là 1.8 triệu rồi mua gạo là 25 kg, mua một thùng mì, mua mỡ ăn, mua bột ngọt, mua đường, mua đổi nước 4 thùng. À, đổi nãy đó. Nãy ngay đây tiền đó cũng còn. Dạ. Chưa hết. Còn nhiều không cô, giờ còn mấy triệu? Lo cho con cháu ngày sau, dạ, cho nó đi học. Cũng mua cho giày con nhỏ này nói khỏi ra mày ơi. Giày con có rồi, dạ. Khỏi mua đâu con còn đeo được. Ừ vậy cũng được, ba mày mua xe đạp cho con đi. Tôi dạ. Cũng cho ổng đi mua. Dạ. Tôi cũng lo nó ngay để cho tiền đó lại. Không có nói tiền, không làm gãy. Mới được giao 2-3 vòng, không có tiền mua hột. Nhờ cho tiền đó lại. Đi mua hột lại gieo, mua phân, mua thuốc, đem lại bắn. Nói ngay đi, cái đó là tôi nói thiệt tình luôn. Dạ. Đáng làm, dạ. Mà không có tiền mua hộp. Dạ, dạ. Nào cho lại, dạ. Mua hộp vô. Rồi con được xe đạp con mừng không con? Dạ mừng. Ừ, vậy là được đi học là không có đi mỏi giò ha? Dạ. Con đi với ai? Đi với chị Hai. À, giỏi quá. Rồi gắng đi con ha, gắng học giỏi nha con. Dạ. Ừ, đừng có phụ lòng mạnh thường quân giúp đỡ cho mình. Bây giờ con gắng đi là có xe đạp mới rồi, ráng học được giấy khen có biết chữ, sau này phụ giúp cho bà ngoại ông ngoại đó, thấy không, ông ngoại lớn tuổi rồi chân bị gì đó còn gắng nuôi tụi con đó nghe. Dạ. Thương ông ngoại không? Dạ thương. Thương mẹ không? Dạ thương. Không biết cha mẹ nghèo khổ gì đó, đẻ ra con đem lợi cho ổng cũng có tật, đẻ ra con đem lợi cho mình, rồi gắng đi làm muốn chết luôn mà đến tôi. Dạ. Tính ra đi làm đủ thứ rồi, ổng đâu có làm gì nặng. À, phải mà, người ta mướn làm gì cũng đi hết á. Nói ngay đi, một buổi 100 ngàn. Em lợi lo cho cháu đi học hai đứa. Để em lợi lo thôi thằng nhỏ. Tạ thuốc cho nó uống. Rồi mua cái đồ ăn chút đỉnh gì nó cho ăn. Rồi hết rồi. Ngày mới đi một buổi hết một buổi rồi. Buổi hết buổi. Một ngày hết ngày. Thuốc có nếp. Làm gãy cho người ta không đó. Mấy ngày đây nè. Hồi bữa nó trả. Có mua tiền quán nó chưa trả xong chưa? Nhà chung quán đó hả? Quán đó là tôi chưa. Quán đó là tôi chưa biết con tôi. Là tôi nói thiệt tình luôn. Tại vì tôi nó thiếu ai nhiêu tôi cũng không biết nữa. Nó không có nói với tôi. Rồi bây giờ nó là tôi nói để Tết đi. Nó về nó trả ơn nó. Còn cái đó là mua của người ta đó là. Cái quán mà tôi mua bữa hổm đó là tôi trả rồi. Mua cho nó ăn tôi trả rồi. Còn mà nó mua của người ta nè. Tôi không biết nó thiếu ai nhiêu nữa. Mẹ nhỏ này nè. Nó không có nói cho tôi nghe. Thành ra bây giờ người ta đòi tôi. Tôi nói bây giờ tôi không biết. Chờ nó về Tết đi. Đó là tôi nói thật tình luôn á. Yeah. Bây giờ tôi nói á, là để tới Tết đi. Nó về nó trả. Nó nói là, bây giờ tao cũng không biết nó thiếu nhiều đâu. Bây giờ mày chờ nó tới Tết về đi. Rồi người ta cũng nói ừ đe. Nói ngay đi tôi không có biết. Chuyện đó mà nó đi ăn đi uống rồi nó mua. Tôi không có biết nữa. Không biết cái vụ đó nào. Tôi đi mua ơn á là tôi biết. Còn nó đi mua rồi nó ăn nó uống ở đó. Tôi đâu có biết gì đâu.
Con gái của cô hả? Ừ. Dạ. Con gái hả? Ừ. Ừ. Rồi cái à, quán đó một hổm là đó đó tôi trả rồi, xong rồi. 20 ngàn. 20 ngàn. 20 ngàn. 20 ngàn hả? Tao không bán nữa, không muốn bán cho nữa đó. Thiếu 20 ngàn mà không bán luôn. Không muốn bán nữa đó. Trời ơi. Đúng nói thật tình luôn. Mà nói với mình sợ 20 ngàn. Để đây giờ tôi trả rồi xong rồi. Tới ngày bẻ rau bán. Dạ. Cái bữa đó bẻ rau rồi đó mới đưa. Rồi nợ chú nợ có 20 ngàn mà không bán thiếu cho luôn hả chú? Sao khó vậy ở trong xóm mà. Cũng quen nữa đó. Quen ha. Còn chú nói gì chú sợ không? Sợ ta ấy không? Không có sợ gì đó tôi. Sợ vậy mình mua thiếu mình có mình trả chứ đâu phải mình giật ta được. Mình ở đây con cháu mình đi học hàng ngày. Dạ. Gán rồi đi mua đi bị kẹt không có tiền. Rồi bữa đó thì ra sáng nấu cơm chiều ăn hết, không có cơm nguội gan cho nó ăn, nếu mà có cơm nguội gan rồi cho nó ăn rồi ăn đi học. Không có tiền cũng ăn cơm nguội rồi đi học. Dạ. Đi đại vậy. Dạ. Như vậy đi mua thiếu người ta cũng không cho. Dạ. Có một chỗ thì mình mua thiếu nhiều quá mình đâu có dám mua nữa, mua mượn tiền ta đâu có được. Dạng bánh trái thì mua đó được mà nó ăn cái đó bánh ba phần tôm này kia nọ nó đâu có ăn. Nó phải nó ăn uống nước uống gì ở ngoài nó đi học. Chứ đâu bán vé số được không chú? Bán vé số à? Lội đường xa không nổi đâu. À quên nó cái chân dưới tay chân chú bị gì sao mà. Lội xa không nổi. Nó teo nhỏ xíu luôn chú ha. Ừ. Ngày thấy teo lên. Rồi đó hơi đỡ đỡ và sao nó hơi nhỏ lại. Dạ. Thôi nếu thì mà, bữa nay con tới đây nè, con có Mạnh Thường Quân gửi đây thì con sẽ đem tiền đến đây cho cô chú có tiền để mà xài Tết ha. Dạ. Dạ, để mà mua đồ ăn rồi các thứ cho mấy bé đi học. Dạ. Nhân dịp cuối năm này. Ừ. Dạ. Thì chú lên đây luôn hả chú hả? Chú đi được không chú? Được. Dạ, để con sao đâu. Ổng nè. Ổng đi từ đây tới đó, ổng đi không có được hết. Đi sao đi không nổi đâu. Tôi được gần đây dạ. Dạ. Cỡ chân nữa. Ba bốn tầm đất á nữa, dạ. Còn đi xa nữa lội sình. Rồi đó đi vụ gom á, gan lội đi dữ lắm. Dạ. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả, thì hôm nay thì Mạnh tới nhà của chú Hưng các chú anh chị. Đây là số tiền này là của với Mạnh Thường Quân ở Bạc Liêu nhưng mà giấu tên. Thì gửi giúp gia đình của chú là 2 triệu chú. Dạ, con thay mặt với Mạnh Thường Quân ở Bạc Liêu là gửi tặng cho chú là 2 triệu đồng nhân dịp cuối năm này ha. Dạ, chúc chú thật nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Tôi cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp tên giúp đỡ cho tôi được số tiền 2 triệu. Tôi rất mà cảm ơn cho việc rất cảm ơn nhiều để tiền đầu năm ăn Tết cho mấy đứa cháu đi mua bánh kẹo rồi gì. Dạ. Đúng với chú số tiền lớn ha. Số tiền này cũng lớn chứ không phải nhỏ, mình đâu có làm được cái đâu. Dạ. Mấy năm làm hai năm mà chưa được cầm được cái số tiền 2 triệu này nữa. Cho 2 năm mà chưa được 2 triệu hả chú? Làm gì vô, mình nó có mần gì nổi đâu. Dạ. Lội sình lội bọng gì đâu có đi dậm đi cái nhổ mạ xịt thuốc người ta được, người ta còn làm còn không dư nữa. Mình đi văn lưới nữa, ngày được vài chục ngàn nữa. Dạ. Đâu phải mà đi được hoài đâu. Dạ. Văn bữa nào có thì có, bữa nào không cũng gì, cũng cá lâu kiến nữa thùng gì đem về. Dạ. Cũng ăn. Thôi thì chú giữ tiền này để mà xây sở hàng ngày hả chú? Và đủ số tiền là 2 triệu hả chú? Ừ đúng rồi. Dạ. Cảm ơn. Cô cũng gì luôn ha cô ha, giữ số tiền để mà trang trải. Hôm trước thì có 5 triệu để mua xe đạp, mua nồi cơm điện rồi. Mua đồ, sắm đồ cho nó người bộ đi. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Lợi cho rồi cũng chưa để lại, không có xài bệnh bạ, không dám luôn. Nói thiệt, chỗ nào mua là nói ra. Chỗ nào để cho nó học, Rồi nói ra, ba mãi ra. Không được đó bà mãi cho con đứa 30 ngàn sao chết rồi con ơi tụi nghiệp mãi dạ, khổ lắm lâu lắm đó đâu có phải biết. Mà học rồi, mà tới 30 ngàn chết một ngày một tháng hai tháng đó phải trường đâu mà đòi ăn nhiều. Dạ, ăn cơm ở nhà có mì đó ăn mì đi rồi lấy người 5 ngàn được rồi đây, sáng cho nó đại học cho đứa 5 ngàn kệ đi mình bước lợi đi còn lâu lắm á còn Tết còn hơn tháng nữa cho nó dĩ theo nó đâu có được. Dạ. Không có tiền ra là không có là ăn. Dạ. Chú ơi thì con về cho chú giữ gìn sức khỏe nha chú. Dạ. Chúc chú nhân dịp năm mới thật tình sức khỏe hai vợ chồng chú. Chúc mừng mấy đứa cháu đi năm mới này sức khỏe mạnh khỏe đừng có bệnh hoạn gì mà ăn dạo có. Dạ.
Thì kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả và quý Mạnh Thường Quân, thì bây giờ thì Vân Bảnh xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến chị Mạnh Thường Quân ở Bạc Liêu rất là nhiều, và chúc chị thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Thì bây giờ thì Vân Bảnh xin khép video tại đây, xin cảm ơn tất cả các chú anh chị với khán giả đang xem kênh, và các chú anh chị nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho Bạnh một like các chú anh chị. Xin hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.